Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, vừa ra khỏi hội đường Capharnaum, Đức Giêsu đi đến nhà hai ông Simon và Andrê. Có ông Giacôbê và ông Gioan cùng đi theo. Lúc đó, bà mẹ vợ ông Simon đang lên cơn sốt nằm trên giường. Lập tức họ nói cho người về tình trạng của bà. Người lại gần cầm lấy tay bà mà đỡ dậy. Cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài. Chiều đến khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho người. Cả thành súng lại trước cửa. Đức Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh tật và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói vì chúng biết người là ai. Sáng sớm lúc trời còn tối mịt, người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. Ông Simon và các bạn kéo nhau đi tìm kiếm. Khi gặp người, các ông thưa, mọi người đang tìm thầy. Người bảo các ông, chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng mạc chung quanh, để thầy còn rao giảng ở đó nữa. Vì thầy ra đi, cốt để làm việc đó. Rồi người đi khắp miền Galilee rao giảng trong các hội đường của họ và trừ quỷ. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, có những người hỏi rằng là không biết trong 3 năm mà Đức Giêsu hoạt động công khai thì Ngài làm cái gì? Vì anh chị em đang hoạt động tông đồ, người thì trong lĩnh vực này, người trong lĩnh vực nọ, người trong lĩnh vực kia. Có anh chị thì ca đoàn, có anh chị thì nhạc đoàn, rồi có anh chị thì hội đoàn, rồi có anh chị thì lòng thương xót, có anh chị thì bác ái, có anh chị thì lê dô, vân vân và vân vân. Thế thì hỏi nhau rằng là mình đi theo Chúa Giêsu, đi theo Chúa Giêsu, làm những công việc mà Chúa Giêsu đã làm. Vậy thì việc chính yếu mà Đức Giêsu làm trong 3 năm công khai hoạt động tông đồ của Ngài là những công việc gì? Xin thưa, trong 3 năm Đức Giêsu làm cũng đúng 3 việc. Việc thứ nhất là loan báo. Việc thứ hai là giảng dạy. Và việc thứ ba là chữa lành. Proclaiming, loan báo. Teaching, giảng dạy và healing, chữa lành. Proclaiming, teaching and healing. Loan báo, giảng dạy, chữa lành. Hết. Ngài không làm những công việc không có cần thiết. Vì ta đến để làm theo ý của cha ta đứng đã sai ta. Ta không tự mình làm gì cả. Những gì cha bảo thì ta làm. Những gì cha dạy thì ta cũng nói lại như vậy. Ta không tự mình mà nói. Không. Cho nên khi anh chị em đi làm việc tông đồ, anh chị em cũng tự hỏi, tôi đang làm công việc của ai? Tôi đang làm cho ai? Có phải tôi làm công việc mà Chúa Cha sai tôi, như là Chúa Giêsu nói, như cha đã sai thầy, thầy cũng sai các con? Chúa Cha đã sai Đức Giêsu làm, và Đức Giêsu làm đúng 3 cái công việc đó. Và ngày hôm nay Chúa Giêsu sai chúng ta đi, những tông đồ của lòng Chúa thương xót, thì cũng làm những công việc đó. Những công việc mà Chúa Giêsu đã làm, mà Chúa nói nếu các con tin vào thầy thì các con làm được như thầy và còn làm hơn thế nữa. Nghe sợ chứ. Lời Chúa nói nghe làm sao mình có thể làm được những công việc như vậy? Thưa, không phải do mình làm mà Chúa làm. Ta chỉ là dụng cụ trong bàn tay của Chúa mà thôi. Cho nên khi mà Đức Giêsu đi rao giảng, đi loan báo và chữa lành, thì đây là một trong những trường hợp mà Đức Giêsu thực hiện công việc đó trong Tin Mừng Thánh Marco chương 1 câu 29 đến câu 39. Vừa ra khỏi hội đường Capharnaum, Đức Giêsu đến nhà hai ông Simon và Andrê. Có ông Giacôbê và ông Gioan cùng đi theo.
tức là bốn ông Simon, Andre, Jacobe và Gioan. Lúc đó bà mẹ vợ ông Simon đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho người về tình trạng của bà. Người lại gần cầm tay bà và đỡ dậy, cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài. Rõ ràng một việc chữa lành rất đơn giản, rất nhẹ nhàng, nhưng mà chính xác và có sự chứng kiến của bốn ông Simon, Andre, Jacobe và Gioan. Họ dám nói cho Đức Giêsu về tình trạng của bà. Vì bà ấy lên cơn sốt, nằm trên giường, có lẽ bà mê man, bà không biết. Thì có những người nói lên những lời khấn, lời cầu lên Chúa cho họ, cho những người đau bệnh. Cho nên chúng tôi nhận được nhiều lá thư, thư gia xin cha cầu cùng Chúa ban ơn chữa lành cho gia đình con, cả gia đình con, bà ngoại con, rồi COVID, rồi lây sang những anh chị em con. Thư gia xin cha cầu Chúa ban ơn chữa lành cho chồng con vì anh ấy đang bị ung thư tuyến tiền liệt. Thư gia xin cha cầu nguyện cho vợ con vì vợ con bị ung thư ngực, vân vân và vân vân. Thì có những người họ đau bệnh, họ không thể cầu nguyện được nữa. Thì chúng ta là những người khỏe, chúng ta là những người mà có lòng thương xót Chúa, thì nhiệm vụ của mình là cầu khấn cho họ, nói cho Chúa về tình trạng bệnh của họ. Để làm gì? Chúa cầm tay đỡ dậy, cơn sốt dứt ngay. Và cái người được chữa lành ấy làm công việc gì? Là đi phục vụ. Được chữa lành không phải rồi mình đi tạ ơn Chúa rồi thì cứ dâng lên cho Chúa mà không làm gì khác. Không. Được ơn Chúa rồi thì ra đi mà phục vụ. Đó là cách đền ơn đáp nghĩa. Đó là cách tạ ơn Chúa. Chúa ban cho mình có sức khỏe để đi phục vụ. Mình đang đau ốm bệnh tật, Chúa cho ban cho mình gặp thầy gặp thuốc để mình khỏe mạnh để đi phục vụ. Mình đang liệt lào với căn bệnh nan y mà Chúa cho mình được phục hồi một cách kỳ diệu, cũng để nhằm là mình đi phục vụ. Thứ hai, chiều đến khi mặt trời đã lặn, người ta đem đến mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho người. Khi thì họ nói cho người biết, còn đây họ đem đến cho người. Thấy chưa? Rất cần có những người khác, rất cần những tông đồ lòng Chúa thương xót để nói và để đưa người ta đến với Chúa. Người ta đem đến mọi kẻ ốm đau. Mọi kẻ ốm đau khi người ta không đi được thì chính người khỏe đem đến. Chính người khỏe đến nói cho Chúa về tình trạng những người đau bệnh. Cả thành xuống lại trước cửa và Đức Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau, chữa những người ốm mắc đủ mọi thứ bệnh tật, trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói vì chúng biết người là ai. Chúng ta thấy luôn luôn là Chúa chữa bệnh thể xác và chữa bệnh tinh thần. Bệnh tinh thần, bệnh tâm linh là những người bị ma quỷ, bị sự dữ nó khống chế. Có những người mà mình tưởng rằng là họ bị bệnh thân xác, chữa bệnh thân xác hoài, không hết, không khỏi. Cuối cùng thì mới biết rằng là họ đang bị ma quỷ sự dữ khống chế. Và ngược lại cũng có những người mình tưởng rằng là họ bị ma quỷ sự dữ khống chế, nhưng mà chính là họ bị tâm thần. Cứ thấy những người mà không bình thường mình cứ đổ ra cho quỷ ngay, chưa hẳn. Có những người bị về tâm lý, cô ấy yêu anh đó mà anh ấy không yêu cô ấy, rồi cô ấy buồn, cô ấy thất tình, cô ngồi cô nói làm nhảm, cô nhìn trời cô cười. Vậy đâu phải là cô bị quỷ ám đâu, mà cô bị thất tình. Hay là anh chàng ta bây giờ cứ lấy tiền ra đếm mà toàn tiền cũ thôi. Hóa ra là anh chàng ta bị phá sản, bị tâm lý hoảng loạn, vân vân. Nhưng mà có những con người thì bị ma quỷ sử dụng khống chế thực sự, nhất là khi mà đụng đến cầu nguyện, đụng đến Chúa Mẹ, họ phản ứng kinh khủng lắm. Thường là như vậy. Vì nó là ma quỷ là bóng tối, mà bây giờ Chúa, ánh sáng của Chúa đến, lời Chúa đến và mình cầu nguyện, thì họ không chịu nổi, họ phản ứng, cho nên gầm gừ, họ làm ghê gớm lắm thưa anh chị em.
Và khi bị Chúa trừ rồi thì Chúa cấm không cho được nói, vì chúng biết Chúa là ai. Ma quỷ chỉ nó muốn là tôn vinh Chúa lên, để Chúa khoái, để Chúa đi chặt ngoài cái con đường của ý Chúa Cha. Cho nên Chúa cấm không có được nói là như vì như vậy, để khỏi gây ngộ nhận hiểu lầm vì ma quỷ, Chúa của sự gian dối. Nó sẽ tôn vinh Chúa nhưng mà thực sự nó làm cái sự hào nhoáng bên ngoài. Mà Chúa Giêsu phải chiến đấu để chống lại những hào nhoáng bên ngoài. Cái cám dỗ là muốn thể hiện mình, muốn tỏ mình ra là Thiên Chúa, mà không theo con đường của Cha muốn mình đi, con đường đau khổ, chứ không phải con đường vinh quang. Câu chuyện thứ ba, vừa ra khỏi hội đường rồi chiều về, đây là sáng sớm, đúng một ngày. Vừa ra khỏi đường có lẽ là ban ngày, chiều đến rồi ban đều, đêm về, và bây giờ là sáng sớm, trời còn tối mịt. Đức Giêsu đi đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. Cầu nguyện ở đó để lãnh lễ ý Cha, để thực hiện ba cái việc là loan báo, giảng dạy và chữa lành. Nếu mà cứ làm ảo ảo, loan báo, giảng dạy, chữa lành mà không có đi vào nơi hoang vắng và cầu nguyện thì cũng giống như là cái máy anh chị em có radio lòng thương xót, mà anh chị em cứ nghe hoài, nghe riết, nó phải làm gì? Nó hết pin, nó không kêu nữa. Mà nó hết pin, nó không kêu nữa thì phải làm cái gì? Phải đi sạc lại, phải cắm vào nguồn điện để mà sạc lại. Thì khi mà cắm vào thì phải cho nó nghỉ, đừng có bắt nó nói nữa. Có người mở suốt xong rồi các bà cụ bà nghe, bà nghe tới 12 giờ trưa, tới giờ ăn cơm rồi. Bà bảo con bà ấy, cái Sumaria, mày cho cha nghỉ đi tí, mà bắt cha nói mãi như vậy cha không ăn uống gì sao cha chịu được. Còn cái máy đâu mà cha đâu có nói được, bà đây thì mình phải đang nghe cha nói thì còn máy với móc gì nữa. Thôi thôi mày cho cha nghỉ đi. Ôi tôi bắt cha nói vậy chắc cha chết. Thế nó tắt cái máy đi, bảo đấy mày phải cho cha nghỉ chứ mày bắt cha nói mãi à. Thế bà ăn cơm xong, cơm xong rồi bảo má ai nghe không, tao thì cũng muốn nghe lắm, nghe để tao ngủ, nhưng mà tao ngủ mà cha thích cha nói thì cũng tội nghiệp cha, thôi thì tao ngủ dậy tao nghe để cha cũng ngủ ấy. Thế cái máy được nghỉ thì anh chị em phải có thời gian nó nạp vô. Thế thì sáng sớm còn tối mịt, Đức Giêsu chỗ dậy ra nơi hoang vắng để cầu nguyện, ra đi nạp pin ấy, để tìm thấy ý Chúa Cha mà thực hiện ý của Cha. Phải đi tìm mày mò, tìm kiếm mà thực hiện ý Cha, chứ phải ý Cha một lần cho tất cả đâu. Đúng vậy, vậy nó dễ quá. Có khi mình đang làm mình phải dừng lại, mình hỏi rằng tôi có đang làm vì Chúa hay không? Tôi có đang thực hiện ý của Cha trên trời hay là ý của ông Cha dưới đất nào đó, là chính tôi? Hay là đi tôi tìm ý tôi chứ tôi đâu có tìm ý Chúa. Và ông Simon, các bạn kéo nhau đi tìm kiếm. Khi gặp Chúa, các ông thưa mọi người đang tìm Thầy. Vậy hả? Tìm ở đâu, chỗ nào? Chúa Giêsu lại lao xuống. Không, Chúa Giêsu hay lắm, không để cho yếu tố bên ngoài tác động đâu, nhất là không để cho đệ tử của mình nó nắm mũi mình nó kéo đi. Tại vì mọi người đang tìm Thầy, cũng là Thầy đang được tôn vinh, Thầy đang được để ý đó, Thầy đang nổi tiếng đó. Thầy ơi, người ta đang đi tìm kìa, Thầy nổi tiếng rồi, ngon rồi. Thầy cho mình nghĩ là dễ bị cái cám dỗ lắm. Người lãnh đạo dễ bị người dưới xỏ mũi. Thay vì mình hướng dẫn người ta thì mình để cho cái vinh quang mà người ta tôn vinh mình, nó đưa mình đi chật cái con đường mà Chúa muốn mình đi. Đó là nhà lãnh đạo. Các mục tử đôi khi không cẩn thận thì chính con chiên nó sẽ lèo lái mình. Đức Giêsu nghe vậy thì nói, chúng ta hãy đi nơi khác. Kỳ quá Thầy. Mệt trông ghê. Ta đang đi tìm mà lại đi nơi khác là sao? Đang tôn vinh mình lại không chịu nhận cái tôn vinh đó, mình lại đi vào nơi khác là sao? Hãy đi nơi khác. Mọi người đang đi tìm Thầy thì đáng lý ra thì phải, được rồi, xếp hàng, mau, tôi ra bây giờ, chuẩn bị. Chúng ta đi nơi khác. Đến các làng mạc chung quanh để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, giảng dạy
loan báo và chữa lành. Công việc còn phải tiếp tục. Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì thầy ra đi cốt để làm việc đó. Cốt để làm việc đó, thầy ra đi cốt để làm việc đó, nghĩa là thầy được cha sai đến trần gian này cốt để làm công việc là đi loan báo tin mừng. Rồi người đi khắp miền Galilee rao giảng trong các hội đường và trừ quỷ. Luôn ra đi rao giảng, loan báo và chữa lành. Chữa lành trong đó có việc trừ quỷ, tức là chữa lành về mặt tâm linh. Và Phao-lô trong bài đọc 1, anh chị em thấy Phao-lô cũng xác tín cái sứ vụ đó của mình là: đối với tôi, rao giảng tin mừng không phải là lý do để tự hào, như là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm công việc là rao giảng tin mừng. Đó không có cái gì để gọi là tự hào cả. Đừng có hãnh diện là tôi đã đi thế này, đưa tôi đi giao điểm này, tôi đã đi chỗ này, tôi đã đi loan báo tin mừng thế này thế kia. Không, chẳng có gì để mà hãnh diện, để mà tự hào. Vì là sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm, vì khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Việc bắt buộc tôi phải làm, mà không làm là chết chắc. Không làm là chắc chết thôi. Mình không làm cái việc loan báo tin mừng không còn là Kitô hữu nữa, không còn là người Công giáo nữa đâu. Chứ đừng có bảo là tôi muốn làm thì làm thì thôi. Không, là việc tôi cần thiết và bắt buộc phải làm. Làm như thế nào? Mỗi người chú ăn một cách khác nhau, mà cách tốt nhất là làm chứng bằng đời sống của mình. Làm chứng bằng đời sống của mình. Mà Phao-lô bảo rằng là tôi mà tự ý làm việc ấy thì mới đáng Chúa thưởng, còn nếu không tự ý thì là một nhiệm vụ Chúa trao phó. Một nhiệm vụ Chúa trao phó mà mình không làm tròn nhiệm vụ là mình chết chắc. Còn nếu mình cao hơn, mình thấy rằng đó là một việc tự ý mình làm, chứ không phải là bắt buộc phải làm, vì thấy cái giá trị cao quý của công việc thì tôi tự ý tự tình mà tôi làm, chứ không phải bắt buộc tôi phải làm. Vậy đâu là phần thưởng? Đó là khi rao giảng tin mừng tôi rao giảng không công. Phần thưởng là rao giảng không công. Đã phần thưởng là phải có công, là rao giảng không công, chẳng hưởng quyền lợi tin mừng dành cho tôi. Đó là phần thưởng đấy. Tại vì sao? Vì Chúa là phần thưởng của tôi rồi. Vì khi mà tôi làm tự ý tôi làm thì đáng được Chúa thưởng rồi. Phao-lô nói mà. Cho nên khi mà tôi loan báo tin mừng tôi làm không công, không có hưởng quyền lợi gì. Khi mà tôi loan báo lòng Chúa, thương xót Chúa, phải cũng không hưởng cái quyền lợi gì nơi công việc đó. Vì Chúa thưởng công cho tôi khi tôi tự ý làm công việc đó. Mà phần thưởng là chính Chúa, chứ không phải là phần thưởng là cái này, cái nọ, cái kia, là chỗ này, chỗ nọ, chỗ kia, là vị trí này, vị trí nọ, vị trí kia, là chức vụ này, chức vụ nọ, chức vụ kia. Chả nghĩ lý gì đối với tôi. Tôi gọi tất cả là phân bón so với cái lợi là biết được Đức Giêsu Kitô Chúa của tôi. Vì khi tôi đi loan báo tin mừng lòng thương xót Chúa, thì tôi xác tín rằng là Chúa nói với tôi: ai loan báo lòng thương xót của ta, ta bảo vệ như vinh quang của ta, ta chăm sóc như người mẹ chăm sóc con thơ, không kẻ thù nào làm hại được họ, và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Cho nên khi tôi xác tín được công việc đó thì tôi là một người tự do, không lệ thuộc vào ai, nhưng đã trở thành nô lệ của mọi người, hầu chinh phục thêm được nhiều người. Trở nên trở thành nô lệ cho họ, để chinh phục họ, để đưa họ về với Chúa. Tôi đã trở nên người yếu đối với người yếu để chinh phục người yếu. Người ta đang yếu, mình mạnh, mình đến mình nắm cổ, mình lôi người ta, lấy sức mạnh để bẹp người ta, làm sao chinh phục được. Muốn chinh phục được họ thì phải như họ, bỏ tất cả cái gì của mình để trở nên người yếu với người yếu, để chinh phục những người yếu. Mình muốn loan báo tin mừng cho những người nghèo mà mình đi xe hơi đến để loan báo tin mừng. Dựng nhà dựng dạng đi vào dân lễ, rồi dựng nhà dựng dạng đi ra, lên xe hơi đi về. Làm sao loan báo tin mừng? Làm sao làm chứng cho tin mừng? Phải trở nên nghèo với người nghèo, yếu với người yếu, hèn với người hèn, bệnh với người bệnh,
Chứ còn luôn tỏ ra sự sang trọng, sự quý phái, quyền cao, chức trọng. Như thế thì làm sao loan báo tin mừng? Vì như thế là phản chứng chứ không phải là làm chứng. Cho nên tôi đã trở nên tất cả cho mọi người, để bằng mọi cách cứu được một số người. Đến với cả những người giàu cũng như người nghèo, đến với người sang cũng như người hèn, đến với những người mà tiền rừng bạc bền cũng như người không có gì cả, tôi đến với mọi người, trở nên tất cả cho mọi người, để cứu được một số người. Mình không phải là Chúa, mình không phải là quyền năng gì, trở nên tất cả cho mọi người. Và Phaolô khiêm tốn nói rằng để cứu được một số người, vì tin mừng tôi làm tất cả những điều đó để được thông chia phần phúc của tin mừng. Làm tất cả những việc loan báo, giảng dạy và cầu xin Chúa chữa lành trong lòng thương xót của Chúa. Làm tất cả những điều đó để được thông chia phần phúc của tin mừng. Là giờ là Chúa hứa rằng là ai mà làm công việc đó thì giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Tức là được thông chia phần phúc của tin mừng, là được hạnh phúc nước trời. Cho nên này anh chị em ơi, nào hãy mau mắn lên đường, mau mắn lên đường, ta còn phải ra đi. Đức Giáo Hoàng ơi, mở tung cánh cửa đi ra vùng ngoại ô, đi ra vùng ngoại vi, để mà loan báo, chia sẻ, làm chứng lòng thương xót Chúa, tin mừng của Chúa. Và Đức Thánh Cha nói rằng tôi thà thấy một giáo hội bầm dập vì ra đi, bị thương tích vì ra đi, hơn là một giáo hội an toàn ở trong nhà mà vàng vọt, yếu đuối, háo gầy. Hãy ra đi, chấp nhận những thương tích, chấp nhận những đau thương, chấp nhận những khó khăn, những thử thách. Nào, mời các bạn, chúng ta trỗi dậy, lên đường, ra đi, loan báo tin mừng, lòng Chúa thương xót. Amen. Em hỡi, có nghe tiếng lòng anh gọi, tình xuân trong nắng, nỗi nhớ gởi mây, trao đến em niềm thổn thức vơi đầy, nhớ vòng tay, nhớ dáng em hao gầy. Đường xưa lối cũ, trăng treo hàng cây, in bóng em trên từng bước ngắn dài. Sao quên được những tháng ngày vui say, vai kề vai, nụ cười ngọt đôi môi. Anh gặp em trên đất Úc xa xôi, 30 ngày cầu lòng thương xót Chúa. Rồi gặp em vào mỗi 3 giờ chiều, cùng nhau lần chuỗi lòng thương xót Chúa. Gặp em trong buổi chia sẻ lời Chúa, những chiều thứ bảy tản mạn cuối tuần, những tối ngọt ngào điểm hẹn Chúa Nhật, bên ly cà phê và chén trà thơm. Rồi chúng mình hẹn nhau đi xa hơn, đón mừng xuân mới trên đất nước Mỹ. Vì anh rất mong được gặp lại em, được ở bên em, ăn Tết cùng em. Anh muốn trải nghiệm cái Tết êm đềm với bà con Việt Nam ở hải ngoại. Nhưng rồi, mọi sự đành phải gác lại vì dịch bệnh COVID đang hoành hành. Anh muốn được cùng em đi vòng quanh California và khắp nước Mỹ để ngắm nhìn những danh lam thắng cảnh, để học hỏi những điều diệu kỳ. Anh muốn được cùng em coi múa lân, đón Tết ở khu chợ Phước Lộc Thọ, được cùng em ăn bánh chưng chả giò, ăn tô phở tàu bay ngon bá cháy. Được cùng em đi đến
cầu cổng vàng, biểu tượng vĩ đại của kiến trúc Mỹ. Thăm thác Yosemite và Half Dome thơ mộng. Không quên ghé phim trường Hollywood. Anh muốn cùng em khám phá thiên nhiên tại khu vườn quốc gia Yosemite, trải nghiệm sống hoang dã trong sa mạc, ban đêm nằm ngắm bầu trời đầy sao. Ghé thăm chợ trời The Rose Bowl là chợ trời kỳ lạ nhất thế giới. Ăn bữa trưa lớn tại In and Out, đi bộ ở Runyon Canyon. Rồi được cùng em đón mộng chiều xuân ở thung lũng hoa vàng San Jose. Còn tim rộn rã, cõi lòng lâng lâng, cùng hát vang nhạc khúc mộng chiều xuân. Gió chiều thầm vương bao nhớ nhung, người yêu thoáng qua trong giấc mộng. Vui nguồn sống mơ, những ngày mong chờ, trách ai đành tâm hững hờ. Mối tình đầu xuân ai thấu chăng, lòng tha thiết vương theo tiếng đàn. Mơ đời ái ân, những ngày phóng trần, sống trong mộng đẹp ngày xuân. Rồi mình đi thăm nữ thần tự do, nắm tay nhau trên đại lộ danh vọng, với hơn 2.000 tấm bia màu hồng, in hình ngôi sao có tên người nổi tiếng. Mình cùng tản bộ trên những bãi biển, dưới chiều hoàng hôn hay ánh dương hồng, thăm Washington, thủ đô nước Mỹ, với tòa bạch ốc nguy nga sang trọng. Quay ngược lại, tuổi thơ ngày nào cùng vui chơi trong khu Disneyland. À, mình sống hồn nhiên như trẻ thơ. Thế có được vào nước trời không em nhỉ? Ngày cuối năm, anh bất chợt giật mình, thấy rằng mình cần phải quay trở lại. Anh đã đi hoang chạy theo tiền tài, danh vọng, quyền lực, thú vui trần đời. Nhưng chỉ là giấc mộng chiều xuân thôi. Mọi thứ giờ như bèo dạt mây trôi. Anh đã thành trắng tay vì Covid. Tất cả đổ xuống sông, xuống biển rồi. Anh cứ khất lần khất lữa với Chúa, cuối năm làm ăn được sẽ quay về. Anh đã về bên lòng thương xót Chúa khi gặp em bên đất Úc năm ngoái. Nếu có em bên cạnh anh dìu dắt, chắc anh sẽ thành con chiên ngoan đạo. Giờ này anh rất muốn gặp em, đêm giao thừa cùng đi lễ nửa đêm. Như trong đêm Noel thật dịu êm, cùng quỳ bên hang đá ở Sydney, khấn khứa lòng thương xót Chúa từ bi, ban cho chúng mình suốt đời
có nhau. Trên đường đi lễ xuân đầu năm, qua một năm ruột rối tơ tằm, năm mới nhiều ước vọng chờ mong, mây nhiều rồi ít ngóng trông, vui cùng pháo nổ rượu hồng. Ta cùng nhau đón thêm mùa xuân, xuân dù thay đổi biết bao lần, xin khấn nguyện kết chặt tình thân, vin canh lộc những bâng khuâng, năm này chắc gặp tình quân. Xuân mang niềm tin tới, bao la nguồn vui mới, như hoa mai nở phơi phới. Thế gian thay nụ cười, đón cho nhau cuộc đời, trên đất mẹ vui khắp nơi. Xuân gieo lộc khắp chốn, xuân đi rồi xuân đến, cho nhân gian đầy lưu luyến. Đón xuân nơi mọi miền, viết thư thăm bạn hiền, một lời nguyện xin chớ quên. Chúng mình sẽ không bao giờ quên, sẽ cùng nhau đi lễ đầu năm mới ngay tại đền Thánh Lòng Thương Xót Chúa ở tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ. Mình cùng đến nơi thanh vắng cầu nguyện, noi gương Chúa Giêsu trong Tin Mừng Chúa Nhật thứ tư thường niên cũng đã đi ra một nơi thanh vắng và cầu nguyện ở đó. Mình cùng cầu nguyện lòng thương xót Chúa ở nhà thờ kiến giáo phận Orange. Dưới bàn thờ có chứa nhiều thánh tích, có cha thánh André Dũng Lạc nữa. Đặc biệt, nhà thờ kiến có một di sản được đứng vào top 5 của thế giới là cây đàn organ khổng lồ Hazel Wright, được tạo ra từ 16.000 ống kim loại. Rồi đến viếng nơi tòa tháp đôi xưa đã nổ tung lấy đi bao mạng người. Chính lúc đó mọi người sốt sáng hẳn lên, cùng nhau quỳ gối đốt nến nguyện cầu. Cũng như khi dịch Covid hoành hành, đang quằn quại trong bệnh tật hoang tàn, mọi người giang tay ngửa mặt lên trời, xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Thế rồi, khi được tai qua nạn khỏi, lại đâu vào đấy, lại theo phù vân, lại bỏ Chúa, lại hoang đàng ăn chơi, lại đường xưa lối cũ rồi em ơi. Ước gì một lời nguyện xin chớ quên trong câu chuyện đi lễ xuân đầu năm, cũng như những lời chúc xuân chúc Tết không chỉ trên đầu môi chót lưỡi thôi. Không chỉ là những xã giao màu mè, thủ tục
nghi thức, qua lần chiếu lệ, nhưng là lời chúc kèm với lời cầu, lời nguyện chân thành thắm thiết cho nhau. Dâng lời khấn xin đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót ban tặng cho những người mình cầu chúc được như vậy, cũng như cho chính bản thân của mình. Những món quà xuân cũng được trao tặng không phải chỉ đánh giá trên số lượng món quà to nhỏ, giá trị bao nhiêu, mà là trên tấm lòng muốn gửi trao. Tâm tình người gửi gói trọn trong đó, để thấy vật là thấy người, phải không em? Em có biết món quà xuân quý nhất, sang trọng nhất và cũng xinh đẹp nhất vẫn là lời cầu nguyện, là kinh nguyện, chính là chuỗi kinh lòng thương xót Chúa mà anh bắt đầu tập đọc từ bên Úc. Bạn bè cười khẩy, mỗi lần đi làm cứ 3 giờ chiều anh lấy giờ nghỉ một mình vào nơi thanh vắng và cầu nguyện: xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Cũng có nhiều người chọc quê anh là: ôi chú chòa, giờ ngoan đạo thế à, chắc nhờ mới quen người em có đạo hả? Anh chỉ cười xòa, vì đúng quá mà. Anh nghĩ thật đúng thế đấy em à. Nếu một năm qua anh sống buông thả, không tìm vào nơi thanh vắng để cầu nguyện, chắc anh đã rơi tỏm xuống vực sâu rồi. Cuộc sống anh chắc te tua tả tơi, chắc bị trầm cảm, bị stress rồi, vì áp lực công việc thất bại liên tiếp, vì đại dịch corona tàn phá. Em ơi, không biết phim Corona bao giờ mới xong, mới the end đây, vì Covid diễn vai chính chưa chết, vẫn còn đang phè phỡn du hí khắp nơi. Anh thấy mình bất lực thật sự rồi, khi chỉ tin vào sức của con người. Anh thấy mình muốn gặp em qua trời, để cùng đốt lên lửa lòng thương xót Chúa. Thôi thì không được gặp em ở Mỹ, mình vẫn có thể gặp nhau mỗi ngày, gặp mọi lúc, ở bất kỳ nơi đâu, khi mình giang tay lần chuỗi khẩn cầu: xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Khi cùng nghe cái đài lòng thương xót Chúa, gặp nhau thứ bảy, tản mạn cuối tuần, rồi đưa nhau đến điểm hẹn Chúa Nhật, anh vẫn gặp em, có phải không em? Chúng mình ra nơi thanh vắng nguyện cầu, lời cầu đầu năm có được không em? Ngày đầu xuân con dâng lên Thiên Chúa Chí Tôn lời cảm mến, chúc khen Cha chí lành. Chúa đã ban thêm một mùa xuân, mùa xuân sáng tươi hy vọng cho mọi người trên dương gian. Xuân đã về trên quê hương và khắp ruộng đồng. Xuân đã về, xuân hy vọng
mùa xuân vinh quang. Xin Chúa Trời cho quê hương Việt Nam thái bình, để mọi người cùng hiệp nhất trong niềm tin yêu. Đầu xuân con dâng lên Thiên Chúa Chí Tôn lời cảm mến, chúc khen Cha chí lành. Chúa đã ban thêm một mùa xuân, mùa xuân sáng tươi hy vọng cho mọi người trên dương gian. Xuân đã về trên quê hương bừng sáng hy vọng, xuân đã về khắp phố phường và trên thôn trang. Con khấn cầu cho quê hương Việt Nam thái hòa, để mọi người cùng đoàn kết vang lời hoan ca. Ngày đầu xuân con dâng lên Thiên Chúa Chí Tôn lời cảm mến, chúc khen Cha chí lành. Chúa đã ban thêm một mùa xuân sáng tươi hy vọng cho mọi người trên dương gian.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu gọi đám đông tới mà bảo: Xin mọi người nghe tôi nói đây và hiểu cho rõ. Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được. Nhưng chính cái từ con người xuất ra là cái làm cho con người ra ô uế. Ai có tai nghe thì hãy nghe. Khi Đức Giêsu đã rời đám đông mà vào nhà, các môn đệ hỏi người về dụ ngôn ấy. Người nói với các ông: Cả anh em nữa, anh em cũng ngu tối như thế sao? Anh em không hiểu sao? Bất cứ cái gì từ bên ngoài vào trong con người thì không thể làm cho con người ra ô uế, bởi vì nó không đi vào lòng nhưng vào bụng người ta rồi bị thải ra ngoài. Như vậy là người tuyên bố mọi thức ăn đều thanh sạch. Người nói cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. Vì từ bên trong, từ lòng người phát xuất những ý định xấu, tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó đều từ bên trong xuất ra và làm cho con người ra ô uế. Thưa anh chị em, đã dọn nhà cửa xong chưa? Hôm nay là ngày 29 Tết rồi. Dọn dẹp nhà cửa, rồi lau chùi các thứ. Tôi cũng đang cố gắng, cái phòng mình nó nhỏ nhỏ, nhưng mà cũng phải cố gắng lau chùi. Hồi tôi còn bé, mẹ tôi đã dạy là mỗi lần Tết đến, dù nhà tranh vách đất, dù là nhà nghèo lắm, nhưng mà mẹ tôi vẫn nói với chúng tôi rằng là nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm, giấy rách phải giữ lấy lề, cho nên nhà cửa nó phải sạch sẽ, phải tươm tất, dù nó nghèo, nó không sang. Tôi đến có những nhà rất sang, nhưng mà chúa tôi vào không biết đi ngõ nào, chỗ này đống đồ, chỗ kia đống đồ, chỗ này cái sập gụ dày 20 cm, chỗ kia thì bộ ngựa, chỗ này thì salon, chỗ kia thì tivi, chỗ tủ lạnh. Nhà rộng nhưng mà bày đồ ra không có lối nào mà đi, mà chẳng có trật tự gì cả. Trường giả học làm sang mà nó không có sang. Vì đâu có phải là mình cứ có cái gì mình bày hết ra mới là sang. Tôi đến nhà anh bạn mới làm một cái nhà, anh em đến tĩnh tâm hôm Noel. Đến nhìn thấy căn nhà bên ngoài rất là đơn sơ, mà vô bên trong thấy tiện nghi đầy đủ, nhưng mà mọi cái nó đều ẩn. Từ cái màu nó cũng nhã nhặn, rồi những cái vật dụng nó toàn là ẩn hết. Cái tủ cũng sắt tường, tất cả cái bóng đèn hay là cái gì cũng ẩn hết, không có cái gì đâu là lộ ra, không có gì gọi là khoe của. Nhưng mà lúc mà hỏi ra, những cái đồ mà anh sử dụng toàn là đồ mắc tiền ấy, nhưng mà người ta nhìn ta không có biết vì giấu hết, mà nó đồ tốt. Và khi đã đến căn nhà như vậy thì người ta thấy rằng là dễ chịu hơn. Còn có những căn nhà mà anh nhớ nhà ở chỗ gì Bà Rịa Vũng Tàu, mà hai cái nhà tòa nhà mà dát vàng đó, chúng tôi đi ngang qua mấy lần thấy bảo tưởng là đền Hồi giáo gì đó, vàng rực rỡ lên. Bây giờ mới biết là nhà của hai bố con mà bị anh bị công an họ đến họ điều tra vì cho vay cắt cổ lấy lời, rồi cái tiền đó lấy ra dắt hết bên ngoài, khoe hết bên ngoài cho người ta thấy rằng đây là biệt thự dắt vàng. Có anh bạn ấy nói: Anh Lộc, thôi em mệt quá mà sao vậy, thôi mới đổi xe giờ đi nó không yên. Bảo sao? Bảo cái xe hơi cũ cũ đi nó an toàn, về đi xe hơi mới đậu xe cũng sợ nó chảy, rồi sợ người ta va quẹt, rồi gửi cũng phải gửi đặc biệt. Ôi sao nó mệt quá đi. Tôi bảo như tớ là chẳng có xe cộ gì hết, cần là cứ đi ra vẫy cái xe ráp reo riêu gì đó
sẽ ôm gì đó là đi thoải mái. Rồi có người khác thì nói là thưa con cần phải là Tết này thì phải thế này thế nọ thế kia. Ở để làm gì cho nó vất vả vậy? Làm gì cho nó vất vả vậy? Thưa anh chị em, thế mình quá chú trọng đến cái bên ngoài. Năm nay con căn mãi mà không mua được cái cây mai trăm tuổi. Không mai trăm tuổi thì mai mười tuổi cũng được, chứ còn sao đâu. Mình cứ phải thích cái bên ngoài. Tại vì trong cái suy nghĩ của mình, từ trong suy nghĩ của mình là có cái sự cao ngạo trong đó. Trong suy nghĩ của mình có cái muốn khoe của trong đó. Trong suy nghĩ của mình muốn cái hơn người ở trong đó. Và từ cái suy nghĩ đó nó làm cho con người khổ. Cho nên ông thầy của tôi, hồi đó chúng tôi mới có 13 tuổi, học lớp 6, lớp 7. Ông thầy tôi bảo là có người ta khổ không phải là vì nghèo, mà khổ vì con người ta suy nghĩ nó khổ. Có những người nghèo đâu có khổ. Tôi Tết tôi với mấy anh em thiện nguyện cứ đi dọc á, thấy lề đường có mấy người ngồi, đang ngồi ăn bánh, tôi vừa ghé vô rồi lì xì cho họ. Nói Tết này không có nhà cửa gì, bảo có nhà cửa gì đâu, đường phố này là nhà rồi. Cười vui vẻ, chẳng thấy khổ gì cả. Rồi đi xuống gầm cầu, xuống chợ cũng vậy, thấy mấy bé vắn vé số, bé vui vẻ chút không. Mừng tuổi cho nó mừng, tươi vui lên. Anh em thiện nguyện chúng tôi trong ngày 28, 29 Tết, buổi tối là đi len lỏi vào những cái nhà đó, những cái khu vực gầm cầu xó chợ đó, mà cảm thấy rằng là những con người đó họ sống rất bình an, thư thái, thanh thản. Trong khi đó Tết, đi chúc Tết đến những nhà giàu thì Chúa tôi trời, thế xuân năm nay nó nặng nề quá. Và sao vậy? Con đầu tư 100 tỷ vào cái dự án, bây giờ chả lấy được đồng nào. Người không có 100 tỷ nó ngủ ngon, cứ đầu tư 100 tỷ bây giờ mất ngủ, thấy không ạ? Cho nên là cái do con người mình, do con người mình, cái suy nghĩ nặng nề làm cho con người ra nặng nề. Vậy thì hôm nay kết thúc tuần tĩnh tâm, lời Chúa mời gọi anh chị em mình hãy để cho tâm mình nó tĩnh, nó nhẹ, nó lắng lại. Cái suy nghĩ của mình thật là trong, thật là sáng. Do cái suy nghĩ, có những người cứ nghĩ quẩn, một lời này nó có nghĩ quẩn, nó đi tự tử chẳng hạn, quẫn trí đó, nghĩ quẩn. Rồi có những người nghĩ toàn tưởng tượng ra thôi, cứ nói là người này ghét mình, người kia ghét mình, mà thực sự có ai ghét mình đâu. Nhưng mình nghĩ thành kiến ác cảm với người ta. Tôi có thành kiến với anh thì tôi gặp anh, tôi nói anh nhìn tôi bằng ánh mắt mang hình viên đạn, thấy không ạ? Do cái suy nghĩ của tôi thôi đó. Và mình đọc trong bài đọc một sách Sáng Thế, chúng ta thấy là khi Thiên Chúa dựng nên con người, Ngài lấy bùn đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào mũi, và con người trở nên một sinh vật, và đặt vào con người do chính mình nặn ra vào trong cái vườn Ê-đen đó, cho con người làm bá chủ hết. Mà mình thấy hình ảnh một Thiên Chúa chăm sóc con người là lấy đất mà nặn ra con người. Chứ không phải khi mà dựng nên mặt trời, mặt trăng hay là chim trời cái biển, Ngài chỉ phán một lời từ không liền có. Nhưng mà khi dựng nên con người thì một cái kỳ công là phải nắn nót từng nét một. Và anh chị em mình, nếu mà nhìn vào con người của mình thấy những cái nét nó độc đáo lắm. Anh chị em nhìn ngắm mình thử coi. Nói thử coi, nhìn được lắm ấy chứ. Nó lạ lùng lắm, từ cơ bắp, từ cái mắt, từ cái mũi, từ cái tay, từ cái miệng, từ cái cằm. Nó lạ lùng. Mà không một cái sinh vật nào có thể so sánh được. Đó, công trình mà Thiên Chúa nắn nót con người do lòng thương xót Ngài dành cho con người. Thiên Chúa dựng nên con người vì lòng thương xót. Chứ con người có làm được gì cho Chúa đâu. Có chăng chỉ làm phiền hơn thì có. Có chăng chỉ làm cho Thiên Chúa phải bận tâm hơn thì có. Con người là gì mà Chúa phải bận tâm? Con người có là chi mà Chúa phải bận tâm? Ê,
Chúa bận tâm là vì Chúa thương xót con người. Giống như là anh chị em nói, trời ơi, ngày Tết ngày nhất cha không có lo cái gì đi chứ, mà cứ lo giảng với tĩnh tâm rồi lo tàn mạng cuối tuần này hết rồi còn làm gì. Bảo vì lòng thương xót thúc đẩy tôi làm, và tôi làm vì yêu thương anh chị em, tôi làm vì thấy được rằng là con người ngày hôm nay họ đang lo lắng nhiều quá, họ đang bận tâm những cái gì không cần thiết. Bây giờ mình giúp cho họ cắt đi những cái bận tâm, những cái lo nghĩ không cần thiết. Thiên Chúa đã đặt con người vào giữa vườn rồi và cho con người mọi thứ, chỉ có ra lệnh là hết mọi cây trái trong vườn ngươi cứ ăn, nhưng trái của cây biết điều thiện điều ác thì ngươi không được ăn, vì ngày nào ngươi ăn chắc chắn ngươi sẽ phải chết. Được rồi, có mỗi cái cây đó mà, giá mà con người cứ hồn nhiên đơn sơ đi, đừng có suy nghĩ gì. Chú nói vậy thì con nghe vậy rồi, chấp hành nghiêm chỉnh xong. Bao nhiêu thứ cây mà cái cây này làm cái gì. Nhưng mà khổ nỗi con người bắt đầu nghe vậy, bắt đầu suy nghĩ, cái tội bắt đầu suy nghĩ, vậy chắc cái cây này nó có cái gì đây, chắc cây này nó có cái gì đây mà ông không cho mình đụng vào, mà ông bảo rằng mình không được ăn, ăn thì phải chết. Ông dựng lên mà sao lại ăn phải chết là thế nào? Hay là có một cái gì đây ông giấu mình, mà nếu mình ăn có khi mình thế này thế kia. Tập kế tiếp là ma quỷ sẽ cám dỗ con người về cái đó. Không có sao đâu, cái ăn đi, không có sao đâu cả. Thì nó gieo vào trong suy nghĩ của con người, gieo vào trong suy nghĩ của con người. Cho nên mọi cái tội nó đều đến từ cái suy nghĩ của con người. Mọi cái lời nói mà nó phát xuất từ suy nghĩ của con người, rồi việc làm nó đi kèm theo đó. Vì thế mà mình tĩnh tâm để cho mình, tâm mình tĩnh lại, suy nghĩ cho chính xác, rõ ràng, suy nghĩ cho nó thông, gọi là thông tắc, thông, nó thông suốt, nó không có bị thống, thống tức là nó bị tắc lại thì nó đau. Trời ơi, tao nghĩ hoài không có ra, buồn quá, nó nói tao như vậy mà tao, nó nói vậy nó xong nó quên rồi, nó vậy mà nó không nghĩ như vậy, nhưng mà khổ mình trong đầu mình vì nặng nề quen rồi. Cho nên mình cứ suy nghĩ rồi mình khổ. Thấy không? Nó có nói, có ý gì hết. Ta đâu có ý gì vậy đâu. Nhưng mà mình, cái tật của mình là mình hay suy nghĩ. Mà không suy nghĩ theo cái hướng tích cực, mà lại suy nghĩ theo cái hướng tiêu cực. Nó nói vậy là nó có ý gì đây. Chứ thằng đó ta thấy là xưa giờ là nó đâu có nói vậy bao giờ đâu. Tự nhiên khổ. Cho nên là Tết nhất đến nơi rồi, người ta đến người ta chúc Tết mình, thì người ta chúc làm sao thì cứ hiểu như vậy đi. Có khi nó nói kháy mày đó, nó kháy mày đó, chúc cho sang năm trúng mánh nhá, làm ăn phát tài nhá. Nó biết năm vừa rồi mày bị phá sản đó. Thấy không? Nó chúc cho sang năm cha được lên chức nhá, tao nó biết mình mất chức. Thế thì mình cứ suy nghĩ, cái tội của mình là mình hay suy nghĩ, và mình cứ suy nghĩ tiêu cực, suy nghĩ làm cho lòng mình nó nặng nề. Mà Chúa Giêsu liệt kê tới cái 12 cái những gì từ bên trong lòng con người phát xuất ra. Từ lòng con người phát ra những ý định xấu, tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo và ngông cuồng. 12 cái. Tất cả những điều xấu xa đó đều từ trong xuất ra và làm cho con người ra ô uế. Vậy thì bây giờ làm sao để cho cái đó nó không còn nữa? Thưa anh chị em, phải tẩy, gọi là tẩy não, rồi đi cải tạo, tức là phải thay đổi cái tư tưởng, cải tạo tư tưởng, thay đổi cái não trạng này đi. Bây giờ anh chị em mình thay đổi cái não trạng mà 12 cái này bằng một cái thôi, tẩy hết 12 cái đó đi bằng một cái, bằng
lòng thương xót. Xin Chúa lấy máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tất cả những cái tư tưởng độc hại trong con, những cái tư tưởng tiêu cực trong con, những cái tư tưởng mà làm cho con khổ, làm cho người khác cũng khổ. Thực sự có những người thương chị em, sống chung với họ khổ lắm. Vì cha nói cẩn thận, cha nói vậy là nó giận. Giận thì cãi nó chỉ hơi được mà cứ phải cẩn thận mãi thì chịu từ bao giờ cho xong. Nhưng mà rồi cũng phải cẩn thận. Có những người quá nhạy cảm về cái lời nói của người ta, vì cái đầu của họ lúc nào cũng tràn những cái nghi ngờ, những cái tiêu cực. Còn nếu một người đầu óc của mình thông suốt, người ta nói sao mình hiểu như vậy, đơn sơ như vậy, không có phải suy ra rồi tính vào rồi so đo rồi tính toán rồi suy luận rồi diễn luận rồi luận đủ thứ luận, mà nó làm cho con người mình ra nặng nề. Thưa anh chị em, nó tập đi. Có những người mà khi mình đến với họ thấy nó nhẹ nhàng lắm, bạn có để ý đâu, thấy không? Đến nói chuyện nó hồn nhiên đơn sơ. Có thể với những người nam, người mà miền Nam có khi họ hồn nhiên đơn sơ hơn. Những người miền Bắc thì đôi khi mình quá tế nhị, quá lịch sự tử tế, cho nên là nó mời mày đó mà không biết nó có mời thật hay mời lơi. Còn người Nam là mời là mời, còn không muốn mời là không có mời. Tính dụ hai cái đó, văn hóa nó khác nhau. Rồi mời ăn đi, dạ thôi tôi đủ rồi, mà thực sự đang đói gần chết thì. Có câu chuyện mà một cái đĩa giò có 4 miếng đó. Ba ông chùm với thằng thanh niên ngồi, thanh niên thấy đĩa giò cắt làm 4 rồi, xơi một miếng. Vâng, mời các cụ xơi. Cháu có xơi thì dạ vâng, con xin xơi. Xơi miếng còn 3 thì để cho ba ông, mỗi ông miếng. Nó chả thấy ông nào gấp đâu. Thế thì mấy ông, mỗi ông xơi miếng đi ạ. Thôi rồi, nhà tao thiếu gì mày, cứ ăn đi. Vâng, con cảm ơn ông. Ăn miếng thứ hai. Ba ông còn 2 miếng sao giờ. Nó mời ông nào cũng muốn gấp mà không dám. Lại cũng, ôi giời, ông ăn đi. Không, ông bắt dùng đi. Thôi, cháu dùng đi. Vâng, cháu xin. Xơi miếng thứ 3. Còn mỗi miếng cuối cùng, nó mời cuối cùng, nó vừa mới gấp miếng thứ 4 thì ba ông kia lấy đũa đập cái bốc phát, đổ vô lễ, vô phép, vô tắc thế này thế kia. Có những cái mà mình cần thật lòng với nhau đi, thưa anh chị em. Năm mới sắp tới rồi, những cái mà mình nó làm cho mình lợn cợn, làm cho mình cứ phải suy nghĩ, cứ phải đắn đo tính toán đó. Xưa rồi Diễm ơi, cho nó vào quá khứ đi. Xin máu và nước từ trái tim Chúa rửa cho nó sạch, không còn suy nghĩ ra nữa. Anh em còn cái gì mà nghĩ ngợi với nhau, lấn cấn với nhau, hãy đả thông tư tưởng, gọi là đả thông tư tưởng, gọi là đối thoại với nhau, nói cho nó rõ, nói cho nó hiểu. Nè, lại đi nói nghe, sao không giờ buồn quá vậy? Dạ con thấy cha thế này, thế kia. Ủa sao không nói? Con sợ nói thì cha lại giận, cha lại buồn. Không, nói thì mới không giận, không nói giận là nha. Thế có những người vậy, không chịu nói. Thế thì có những người muôn năm rồi, chạy đến hôm mà tĩnh tâm vừa rồi, con em chạy đến, cha con xin lỗi cha, chuyện gì? Còn nguyên năm vừa rồi con tức cha, mà con suy nghĩ xấu với cha, mà con chưa có dịp con nói lại. Bây giờ hôm nay tĩnh tâm, bây giờ con đi xin tội đây. Mà trước đi xin tội con nói với cha một câu là con xin lỗi cha. Bảo ừ thật không biết gì đâu, nó nghĩ xấu hay nó nói xấu tôi có biết gì đâu, tự nó khổ nó thôi. Thế không? Khi mình nghĩ xấu, khi nói xấu cho người khác thì tự mình xấu cho người ta có xấu gì đâu. Do cái tư tưởng của mình. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta đón nhận được lòng thương xót của Chúa, để mình đến với lòng thương xót Chúa trong những ngày cuối năm này. Xin máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tất cả những gì mà còn lấn cấn giữa cha mẹ, vợ chồng, anh em, giữa bạn bè với nhau. Hôm nay ngày cuối của tuần tĩnh tâm Tết rồi, 29 Tết rồi. Hãy thanh thản đi, rửa sạch hết tất cả, nhà cửa mọi cái bây giờ đã vứt đi hết rồi. Có những người, Chúa tôi vứt đi cái gì cũng tiếc. Có ông cha ông dọn nhà đi, tôi nói thôi anh ơi, bây giờ mấy cái sách cũ rồi, bây giờ còn ai xài nữa đâu. Bây giờ mọi cái nó trên mạng hết rồi, nhấn nút là nó có hết mọi cái.
tiếc cái thùng cũ cũng giữ lại, cái xô cũ cũng giữ lại, cái nhà cũng nó chật cứng cái phòng, vô không có lối mà ra, vô không có lối mà ra. Tụi nó mới chọc nó bảo là đố biết làm sao mà cái con chuột mà nó vô bốn chân mà ra còn có ba chân. Bảo sao vậy? Bảo một chân nó bịt mũi nó chạy ra nó chịu không nổi còn có ba chân. Thì thưa anh chị em, có những cái mà nó không còn hợp thời nữa, có những nó không còn gì nữa, thôi bỏ nó đi, bỏ nó đi. Trong đầu óc mình không vậy, mình thanh thoát cái bên ngoài thì nó làm cho mình thanh thoát cái đầu óc. Còn đầu óc mình cứ nặng nề quá, những suy nghĩ, những tính toán, những buồn phiền, những giận hờn làm cho mình ra u mê, u tối và không có ai dám đến với mình, nhìn nó hắc ám lắm. Mày nói với nó mày phải cẩn thận đó. Mày mà hớ cái là nó bắt bẻ. Anh nghĩ thử coi, nếu mình như vậy thì ai dám đến với mình? Còn không sao đâu, trời ông nó dễ lắm. Mày có gì mày cứ nói ông là ông thoải mái lắm, không sao đâu. Anh em với nhau hết mà, cha con với nhau hết mà, lòng thương xót Chúa mà, có gì đâu mà phải suy nghĩ đắn đo, bận tâm. Cần thì nói, muốn thì nói, thích thì nói, rồi chúng ta đối thoại với nhau. Thưa anh chị em, xin Chúa cho mỗi người chúng ta được nghe lời của Chúa, ai có tai thì nghe. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa đã gìn giữ chúng con một năm vừa qua. Cảm ơn Chúa cho chúng con hết tuần tĩnh tâm Tết. Cảm ơn Chúa cho chúng con được nhận biết lòng thương xót của Chúa, cho chúng con được nhẹ nhàng, nhẹ lòng khi máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tất cả những tội lỗi yếu đuối của con. Và trong con không còn có những suy nghĩ nặng nề, sai quấy, tiêu cực nữa, mà chỉ có một suy nghĩ duy nhất là làm sao để lòng thương xót của Chúa được tỏa sáng từ trong con đến với mọi người. Như vậy, mọi người mới có thể sống trong bình an và đón nhận một cái Tết đúng nghĩa, cái Tết mùa xuân của lòng Chúa thương xót. Amen. Các bạn đã dọn nhà cửa xong chưa? Các bạn đã mua sắm xong chưa? Tôi thì cũng tạm thời ổn định, dọn dẹp nhà cửa, có mâm quả trái cây, cắm bông các thứ, làm cho các căn phòng của mình tuy nó nhỏ nhưng mà cả một bầu khí Tết. Thưa anh chị em, có những người nói hôm nay con chẳng nó dọn dẹp nhà cửa, chẳng thiết làm cái gì cả. Không biết thiết làm gì thì làm gì bây giờ. Phải làm cái gì đi chứ. Thưa anh chị em, chúng ta đừng ngồi đó mà than thân trách phận trong những ngày Tết. Đừng bao giờ nói con năm nay chẳng có Tết nhất gì cả. Không, con cái của lòng thương xót Chúa đáng lẽ là phải mỗi ngày là một ngày Tết, mỗi ngày là một ngày xuân, vì có Chúa lòng thương xót ở với mình. Và khi mình có cái niềm vui, có cái mùa xuân ở trong lòng mình diễn tả ra bên ngoài. Cái bên ngoài nó cũng tác động vào cái bên trong. Có bên trong thì mình diễn ra bên ngoài, và cái bên ngoài ngược lại nó cũng tác động vào bên trong. Tự nhiên tôi vô trong nhà, trong phòng tôi thấy ồ, có hoa, có trái cây, có cái thứ, phòng nó gọn gàng, sạch sẽ. Tự nhiên mình thấy lòng mình nó phấn khởi. Còn vô thấy bừa bãi quần áo chăn mền lung tung, chẳng có Tết nhất gì cả, nó buồn lắm. Và những người khác họ đến vô, họ thăm bảo trời ơi, đến gặp cha là thấy mùa xuân, là mình thấy vui. Còn đến mà thấy mình gì đâu mà sình soáng quá, chẳng có Tết nhất gì cả, bảo sao cha sao vậy. Nên cha nói chú là mùa xuân mà sao con nhìn cha con thấy mùa hè đỏ lửa, với lại mùa thu chết, với lại mùa đông tàn tạ vậy. Không nên thương chị em. Nào, chúng ta cùng nhau đến với lòng thương xót Chúa và tiếp tục những ngày tĩnh tâm Tết. Hôm nay là ngày cuối, chúng ta bắt đầu từ ngày 23, hôm nay là 29, 7 ngày tĩnh tâm Tết. Ngày mai là thứ năm 11 tháng 2 là 30 Tết, ngày lễ Đức Mẹ hiện ra Lộ Đức, ngày quốc tế các bệnh nhân. Và bây giờ thì mời các bạn chúng ta cùng gặp gỡ Thánh Apollonia và các thánh tử đạo Alexandria. Thánh Apollonia là trinh nữ thánh thiện sống ở Alexandria bên nước Ai Cập vào thế kỷ thứ 3
Suốt triều đại uy quyền của vua Philip, các Kitô hữu bị bắt bớ và bách hại. Apollonia đã dùng cả cuộc đời mình phục vụ Thiên Chúa. Và bởi vì già nua tuổi tác nên Apollonia sắp sửa về nơi vinh phúc. Apollonia đã anh dũng dám liều mạng sống mình để an ủi các Kitô hữu đang đau khổ trong chốn lao tù, mặc dù lớn tuổi. Và Apollonia đã khuyên các bạn: hãy nhớ rằng những gian nan thử thách mà các bạn đang chịu đây sẽ không lâu đâu. Hãy nhớ rằng những gian nan thử thách mà các bạn đang chịu đây sẽ không lâu đâu. Thánh nữ nói tiếp: còn niềm vui thiên đàng sẽ kéo dài mãi mãi. Đau khổ thử thách không lâu đâu. Niềm vui thiên đàng kéo dài mãi mãi. Chỉ một thời gian sau, thánh nữ Apollonia cũng bị bắt giữ. Khi mà quan tòa hỏi tên, tên bà là gì? Ngài đã can đảm trả lời: tôi là một Kitô hữu. Tôi yêu mến và phục vụ một Thiên Chúa chân thật. Câu trả lời: tôi là một Kitô hữu. Tôi yêu mến và phục vụ một Thiên Chúa chân thật. Bọn người căm giận đã dùng những nhục hình, dùng những nhục hình để tra tấn thánh nữ một cách dã man, nhục nhã, để ép buộc ngài phải chối bỏ đức tin. Trước tiên họ tát rụng hết răng của Apollonia, rồi đánh ngài bất tỉnh. Thưa anh chị em, chẳng lạ gì mà người ta thường hay cầu khẩn với thánh nữ Apollonia khi mà bị đau răng. Nó có cái tích chuyện là như vậy, là bà trả lời ngon lành quá: tôi là một Kitô hữu, tôi chỉ yêu mến và phụng sự một Thiên Chúa, dùng bao nhiêu nhục hình, bao nhiêu cực hình vẫn không chịu chối bỏ đức tin của mình. Tức quá tát rụng hết răng, bà vẫn không bỏ Chúa, đánh bất tỉnh. Và sau này người ta bị đau răng thì hay cầu khẩn thánh Apollonia là như thế. Nhưng dù đã dùng hết cách, họ vẫn không lay chuyển được lòng tin của một người phụ nữ. Rồi người ta nói với Apollonia rằng: nếu ngài không chối bỏ Chúa Giêsu, nếu không chối Chúa, không bỏ đạo, thì sẽ bị ném vào vạc lửa hung tợn, cháy bùng. Nhưng Apollonia vẫn không để cho bất cứ nỗi sợ hãi nào chế ngự được mình, dù cực hình, nhục hình cơ nào. Thánh nữ quyết tâm thà chịu chết thiêu còn hơn là chối bỏ lòng tin vào Chúa Giêsu, chấp nhận chết thiêu. Khi thấy thánh nữ anh dũng can đảm như vậy thì nhiều người ngoại giáo đã trở lại. Đó là cái điều đặc biệt. Thấy một bà già lớn tuổi chịu nhục hình, cực hình như thế, bị thiêu như thế mà vẫn can đảm tuyên xưng niềm tin của mình, thì nhiều người ngoại giáo đã trở lại. Thánh nữ Apollonia đã mất vào khoảng năm 249. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta nghe câu chuyện của một vị thánh. Thánh nào cũng đầy những đau khổ, những thử thách. Chưa có hạnh thánh nào mà sướng cả. Chưa có hạnh thánh nào mà sống không có bị đau khổ, không thể xác thì tinh thần. Mà khi bị đau khổ như vậy, không có quy vào mình, không có nghĩ đến tại sao tôi phải đau khổ, tại sao, nhưng mà luôn luôn hướng đến người khác như Apollonia. Mình bị như vậy mà vẫn đi an ủi những người bạn tù là: thời gian đau khổ tù đầy có hạn thôi, nhưng cái hạnh phúc thì dài mãi, vĩnh viễn. Phaolô bảo rằng là những đau khổ ta chịu bây giờ sánh gì với những vinh quang mà Thiên Chúa dành cho ta. Đó, chúng ta có niềm tin mình sướng chỗ đó, mình hạnh phúc chỗ đó. Còn những người khác
mình cũng đau khổ, họ cũng đau khổ, nhưng mà họ không thấy được cái ý nghĩa, cái giá trị của đau khổ, và không biết là cái đau khổ này rồi nó sẽ như thế nào đây. Không biết là cuộc đời vì sao có hay không. Nhất là những người vô thần, tôi thấy tội nghiệp cho họ. Thực sự tội nghiệp chứ không phải là mình ghét bỏ những người vô thần đâu. Họ không tin có Thiên Chúa, không tin có đời sau. Thế thì khi họ chịu những đau khổ này thì lấy động cơ, lấy sức mạnh đâu để họ chịu được cái đau khổ đó. Và cuộc sống của họ khi mà họ nói rằng họ hy sinh, họ phục vụ vậy thì có ý nghĩa gì nếu mà không có cuộc sống đời sau. Cho nên đừng trách gì vì họ không tin có đời sau, cho nên đời này họ muốn làm gì thì làm, để thỏa mãn những cái ham muốn, những cái tham sân si, những cái ích kỷ, những cái hưởng thụ của mình. Chuyện đó là đương nhiên thôi, vì có họ có tin có đời sau đâu mà. Cho nên là muốn họ sửa đổi, muốn họ thực sự dấn thân phục vụ thì phải làm sao gieo cho được cái niềm tin có đời sau. Những đau khổ đời này sánh gì với vinh quang mà chúng ta được Thiên Chúa thưởng. Thứ hai nữa là cuộc đời của Thánh Apollonia này, chúng ta thấy dám xưng mình là Kitô hữu. Ngày hôm nay nhiều người không dám xưng mình là Kitô hữu. Sợ, một là sợ, hay là xấu hổ, hay là không muốn, không thích, không dám can đảm tuyên xưng mình là Kitô hữu. Và có những người bây giờ ngày hôm nay buồn hơn nữa là không dám tin nhận, tuyên xưng rằng tôi tin vào lòng Chúa thương xót. Nghe nói đến lòng thương xót Chúa là e dè, e ngại, né tránh. Tại sao lại phải né tránh? Tại sao lại e ngại? Tại sao lại sợ cái gì? Lòng thương xót Chúa có gì sai? Lòng thương xót Chúa là cái mà mình phải tôn thờ, là cái mình phải sống chết chứ. Tại sao lại sợ, không dám cầu nguyện công khai lòng thương xót Chúa, không dám xưng mình là con cái, là tông đồ, là người dám mạnh dạn đứng lên làm chứng cho lòng thương xót của Chúa? Sợ cái gì? Một bà già kia còn dám, tôi là Kitô hữu, tôi muốn dấn thân phục vụ Thiên Chúa của tôi kia kìa. Rồi nó đánh, nó đập cực hình, nhục hình đủ thứ, và tắt rụng hết răng kia kìa, đánh cho bất tỉnh kia mà còn chưa sợ. Thì chúng ta ngày hôm nay tại sao có những người lại ngại? Tại sao mình có địa vị, có chức quyền, có trách nhiệm, đáng nhẽ là mình phải là người hướng dẫn những người khác chứ, mà tại sao lại sợ, lại ngại, không dám nói đụng đến lòng thương xót Chúa, không dám hoạt động công khai về lòng thương xót Chúa, thậm chí tượng không dám đặt, ảnh không dám treo là sao, giảng không dám nói đến là sao? Có cái gì, ngại cái gì, sợ cái gì, e cái gì? Dị ứng à? Cấm kỵ à? Có cái gì gọi là dị ứng? Có cái gì gọi là cấm kỵ? Có cái gì là không được? Vì đã được chính giáo hội công nhận mà, được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đặt làm đại lễ lòng thương xót Chúa mà, phong thánh cho Faustina kia mà. Đấy thưa anh chị em, nhiều khi chúng ta còn sợ, sợ dư luận, sợ bị ảnh hưởng, sợ bị liên lụy, có khi sợ bị mất chức, mất quyền chăng, mất mũ chăng. Nhìn vào Thánh mà chúng ta mừng kính ngày hôm nay, Apollonia, xin Ngài cho mình được sẵn lòng làm tất cả những gì có thể được để tôn vinh lòng thương xót Chúa, để cho mọi người biết đến lòng thương xót Chúa, kiên tâm chịu đựng những phiền toái nho nhỏ, chấp nhận người ta hiểu lầm, chấp nhận người ta coi thường, chấp nhận người ta bĩu môi, người ta khinh dạy, nhưng không ngại ngần nói về lòng thương xót Chúa, ca ngợi lòng thương xót Chúa, cầu nguyện lòng thương xót Chúa, loan truyền và làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Thưa anh chị em, cũng trong ngày mùng 10 tháng 2, giáo hội còn kính nhớ thánh nữ Scholastica. Thánh Matthew viết: kìa, tân lang là Đức Kitô đã tới, hãy ra nghênh đón người. Thánh Scholastica đã trung thành, khôn ngoan, cầm đèn cháy sáng ra đón Đức Kitô vào tiệc cưới. Thánh nữ đã lập nhiều nhà dòng và thường hỏi với anh mình là Thánh Benedicto, tức là Thánh Biển Đức. Thưa anh chị em và các bạn, Thánh Scholastica và Thánh Benedicto là hai anh em sinh đôi. Hai anh em sinh đôi đều làm thánh, đều lập dòng.
là Thánh Benedicto và Thánh Scholastica. Scholastica là em ruột của Thánh Benedicto, ta vẫn gọi là Thánh Biển Đức. Hai anh em được sinh ra trong một gia đình thánh thiện, quảng đại và bác ái, lại còn là gia đình giàu sang quý tộc nữa, miền Noxia. Hai anh em vừa mở mắt chào đời được mấy tháng thì đã mồ côi mẹ. Hai anh em chỉ biết sống nương nhờ vào tình thương ấp ủ của người cha hiền đạo đức. Trong cảnh gà trống nuôi con, ông Europio càng tỏ ra là người cha nhân từ, luôn yêu thương con cái với một tấm lòng rộng mở bao la để bù đắp những thiếu thốn vì hai đứa con bị thiếu tình mẫu tử. Lớn lên, hai anh em Scholastica và Benedicto được cha yêu thương cho đến trường học. Hai anh em đã hết mực yêu thương nhau, khuyên nhủ nhau học hành đến nơi đến chốn để không phụ lòng người cha đã hết mình yêu thương hai anh em. Hai anh em luôn bắt chước gương nhân đức của người cha mình. Gương của người cha đã ảnh hưởng rất nhiều trên hai anh em, hai vị thánh Scholastica và Benedicto. Lòng yêu mến Chúa Thánh Thần đứng soi sáng tâm trí của các ngài đã ảnh hưởng nhiều trên Scholastica và Benedicto bởi gương sáng đời sống đạo đức của người cha. Khi thành đạt, hai anh em đã chung một chí hướng là tận hiến mình cho Chúa để phục sự Chúa và phục vụ các linh hồn. Thánh Benedicto đã lập dòng, em của ngài là thánh nữ Scholastica cũng sáng lập dòng nữ tu ở bên nước Ý. Cách tu viện của anh mình chỉ có 5 dặm mà thôi. Mỗi năm hai anh em chỉ gặp nhau có một lần trong một nông trại, vì Scholastica không được phép vào trong tu viện. Cả hai dành thời giờ để thảo luận về các vấn đề tinh thần, về vấn đề tâm linh, về đời sống thiêng liêng, đời sống đạo đức. Hai anh em ngồi thảo luận, trao đổi với nhau. Một năm chỉ được gặp có một lần mà thôi. Trong cuốn đối thoại của Thánh Gregorio cả, trong lần sau cùng hai anh em gặp nhau để cầu nguyện và chuyện trò, Thánh Scholastica cảm thấy cái chết của mình đã gần kề, cho nên nài xin anh của mình là Benedicto ở lại với ngài cho đến ngày hôm sau. Thánh Benedicto từ chối yêu cầu ấy vì ngài không muốn ở đêm bên ngoài tu viện. Thương em lắm nhưng mà không muốn phá luật dòng. Luật dòng không cho phép tu sĩ Benedicto qua đêm ở ngoài tu viện. Mà Scholastica thì cảm nhận rằng là mình không còn sống bao lâu nữa, cái chết gần kề, nên xin anh mình là hãy ở lại trao đổi, cầu nguyện, chia sẻ với mình để đến sáng hôm sau hay vậy. Benedicto từ chối vì không muốn phá vỡ quy luật do mình đặt ra. Thánh Scholastica mới xin Thiên Chúa cho phép anh của mình ở lại bằng cách là một trận mưa lớn đổ xuống như thác, gọi là mưa như thác, cho nên Benedicto và các tu sĩ đi theo ngài không thể trở về tu viện được. Thánh Benedicto kêu lên: "Xin Chúa tha tội cho em làm cái gì vậy?" Thì Scholastica trả lời: "Em xin anh một ân huệ." Và anh từ chối: "Em xin Chúa và Chúa đã nhận lời. Em xin anh ân huệ là ở lại đêm nay, vì em biết rằng em không sống bao lâu nữa." Nhưng mà anh từ chối. Anh từ chối nhưng mà em xin Thiên Chúa, thì xin Chúa đã nhận lời. Và một cơn mưa như chút nước đổ xuống, Benedicto và các tu sĩ không thể trở về nhà dòng được. 3 ngày sau, khi Thánh Benedicto cầu nguyện trong tu viện, thì ngài nhìn thấy linh hồn em của mình bay lên trời dưới hình dáng một con chim bồ câu trắng. Thánh Benedicto sai các tu sĩ đem xác của em mình về dòng và chôn trong chính ngôi mộ mà thánh nhân đã chuẩn bị cho mình. Thánh Scholastica từ trần vào năm
543. Và sau đó không lâu thì Thánh Benedicto cũng từ giã cõi đời. Thưa anh chị em và các bạn, cận kề Tết chúng ta nghe câu chuyện hết sức dễ thương của hai anh em ruột đều là thánh cùng lập dòng. Thánh Scholastica và Benedicto đã hiến mình trọn vẹn cho Thiên Chúa và coi trọng việc kết giao bằng hữu với Chúa qua sự cầu nguyện. Các ngài đã hy sinh một số cơ hội sẵn có để cùng nhau thực hiện ơn gọi tu trì. Tuy nhiên, khi càng gần gũi với Đức Kitô bao nhiêu thì họ càng thấy mình gần gũi với nhau bấy nhiêu. Càng gần gũi Đức Kitô thì càng thấy mình gần gũi với nhau bấy nhiêu. Cũng như chúng ta ngày hôm nay, dù mặc dù tôi ở trong bốn bức tường, anh chị em ở bên ngoài là ở Mỹ, ở Âu Châu, ở các nước khác rải rác trên toàn thế giới, mà chúng ta vẫn thấy mình gần gũi với nhau, gắn bó với nhau mỗi ngày. Khi đồng hồ bon 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 3 giờ, giờ của lòng thương xót, chúng ta gắn bó với nhau qua chuỗi kinh lòng thương xót, gắn bó với nhau qua việc cầu nguyện lòng thương xót, gắn bó với nhau qua việc thực hành lòng thương xót. Anh chị em đóng góp chia sẻ chung với nhau. Chúng tôi đi làm công việc trao những món quà Tết cho bà con của mình. Hôm nay vẫn còn đi trao quà Tết. Hôm nay vẫn còn có những người đưa đến và chúng tôi vẫn tiếp tục vẫn trao đi. Và cùng nhau loan truyền lòng thương xót Chúa. Có người bên Mỹ, anh chuyên môn là làm những cái máy này để, như chúng tôi nhờ anh ở bên Mỹ để làm công việc là làm sẵn những cái máy. Những người bên nước ngoài chúng tôi không thể gửi ra được thì liên lạc với anh ấy, gọi là anh Joseph, anh Vũ, để anh ấy làm công việc đó. Anh ấy vui lắm, nhà nuôi gà nhưng mà coi gà trò chuyện nhỏ, chuyện làm máy làm chuyện lớn. Chuyên môn là gửi cho những anh chị em ở nước ngoài, vì ở bên ngoài thì nó tiện, bên Mỹ. Anh nói cha cái này, cha cầu nguyện chứ máy cái này người ta ít mua quá, người ta ít dùng quá. Ồ, không phải là người ta không nghe, nhưng mà vì người ta có phương tiện rồi, chỉ cần điện thoại bấm YouTube Tín Thác .net, trang web Tín Thác .net hoặc là Facebook Thiện Nguyện Tín Thác là người ta có thể nghe được rồi, hàng ngày mỗi ngày và cập nhật. Cho nên là không phải người ta nguội lạnh đâu, nhưng mà người ta cập nhật và tạ ơn Chúa vì bên nước ngoài đã có những cái phương tiện hiện đại như vậy để anh chị em mình cập nhật. Còn bên ở Việt Nam thì tôi phát hôm nay là tới 25.000 máy rồi. 25.000 máy đã đi khắp bốn vùng chiến thuật, từ Bắc, Trung và Nam, mà có đến 1/3 là cho những người ngoại đạo. Sướng lắm, hạnh phúc lắm đó. Thì mỗi người chúng ta làm cái công việc đó, làm công việc là mình càng gắn bó với lòng thương xót Chúa bao nhiêu thì ta càng thấy mình gần gũi với nhau bấy nhiêu. Chứ còn gắn bó với nhau qua những cuộc nhậu, gắn bó với nhau qua những danh vọng, qua quyền lợi, qua những thú vui, qua việc kinh doanh, qua những hợp đồng béo bở, thưa anh chị em, trước sau gì cũng dễ bể vì ảnh hưởng tranh giành quyền lợi. Đụng đến cái quyền lợi, đụng đến cái tiền bạc là dễ mất lòng nhau lắm. Còn đụng lên lòng thương xót Chúa là mình gắn bó được với nhau. Khi mà gia nhập cộng đoàn mới, cộng đoàn, đoàn dòng tu sĩ, thì Scholastica và Benedicto không bỏ rơi gia đình mà trái lại có thêm các anh chị em mới. Chúng ta thấy Chúa làm lạ. Đó là một cái câu chuyện mà cuối cuộc đời của Scholastica làm ngôi mộ cho mình và anh mình đem mình về mai táng ở đó, mà buổi tối mà cầu nguyện rằng em xin anh mà anh không cho, nhưng mà em xin Chúa thì Chúa cho. Chờ nhớ cái đó. Chúa vượt ngoài tất cả những quy luật. Tình yêu, lòng thương xót là trên hết. Mặc dù quy luật của Benedicto là không được ở lại qua đêm ở ngoài nhà dòng, nhưng mà lòng thương xót Chúa lớn hơn quy luật, lòng thương xót Chúa lớn hơn những quy định. Lòng thương xót con người dành cho nhau phải làm chủ những cái quy định do chính mình đặt ra. Luật phục vụ cho con người chứ không phải con người phục vụ lại luật. Benedicto đặt ra luật đó, không phải luật đó đè ép trên Benedicto và anh em mình, nhưng cái luật đó chỉ để phục vụ cho Benedicto và anh em mình mà thôi. Và nếu cần thì tình bác ái, lòng yêu thương, lòng thương xót phải vượt lên trên cái đó. Và Chúa đã cho Benedicto thấy rõ điều đó.
và cũng cho chúng ta thấy ngày hôm nay là coi chừng mình từ chối lời kêu cầu của anh em mình thì Chúa sẽ nhận lời. Mình không phải là người có quyền quyết định cuối cùng, mà Chúa mới là người quyết định cuối cùng. Chúa mới là người phán quyết cuối cùng. Và phán quyết cuối cùng, quyết định cuối cùng của Chúa không phải dựa trên luật lệ, trên quy định do con người, mà dựa trên lòng thương xót của Chúa. Amen. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay là ngày cuối cùng trong tuần tĩnh tâm Tết. Chúng ta đã đi một chặng đường từ ngày thứ năm mùng 4 tháng 2 23 Tết đến hôm nay là thứ tư mùng 10 tháng 2 29 Tết. Ta ơn Chúa. Tưởng rằng không đi hết được 7 ngày. Con số 7 thật là đẹp. Số 7 trong Kinh Thánh là số 7 vẹn tròn. Chúng ta đã được tròn vẹn trong lòng thương xót Chúa suốt 7 ngày. Mỗi ngày có 30 phút chúng ta đến với Chúa, hiệp với nhau, cầu nguyện, suy niệm và lắng tâm hồn để cảm nhận được lòng thương xót của Chúa trong năm qua và dâng lên Chúa tất cả những dự án, dự tính, ước mơ, ước nguyện, lời cầu, lời khấn và lời chúc xuân trong ngày đầu xuân mới. Giờ đây mời anh chị em cùng tạ ơn Chúa và xin Chúa Thánh Thần đến với chúng ta trong ngày cuối cùng của tuần tĩnh tâm Tết này. Xin ngôi ba Thiên Chúa ngự xuống trên chúng con, ban hồng ân tràn chứa thấm nhuần hồn xác chúng con, biến chúng con thành những chiến sĩ theo Chúa Kitô, thành nhân chứng nước trời cho muôn người trong khắp nơi. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Chào các bạn. Thế là chúng ta đã đi đến chặng cuối của tuần tĩnh tâm Tết, để chuẩn bị một tuần nữa, thứ tư mùng 6 Tết là chúng ta lại bước vào tuần tĩnh tâm chay. 40 ngày mùa chay, chúng ta lại tiếp tục lên núi cầu nguyện chia sẻ với nhau. Và trong những ngày vừa qua, cảm ơn Chúa, chúng tôi đã nhận được nhiều phản ánh của các đấng bậc cũng như anh chị em về tuần tĩnh tâm Tết. Có nhiều vị đã post lên Facebook của mình những bài chia sẻ để giúp cho anh chị em ở hải ngoại được hiệp thông tĩnh tâm Tết với chúng tôi, với nhau. Đó là cái điều rất là quý. Chúng con chân thành cảm ơn quý đức cha, quý cha và anh chị em tu sĩ đã cùng công tác với chúng con để loan truyền tin mừng lòng Chúa thương xót. Chúng con chỉ là những kẻ bất tài, vô đức, những kẻ tội lỗi, bất xứng được Chúa thương xót, sử dụng chúng con như là dụng cụ, như là bàn tay của Chúa. Chúa dùng chúng con như cây bút chì sắp hết, còn tí nào Chúa vét tí đó Chúa làm, còn Chúa làm như thế nào chúng con không biết được, Chúa chỉ biết rằng là mình nhiệt tình làm hết sức của mình trong giới hạn của mình, rồi Chúa sẽ bù đắp những thiếu sót của chúng con. Thưa các bạn, có một bài hát nãy giờ tôi đi mà cứ thấy người ta hát tôi nghêu ngoa hát theo. Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa,
Một chiều xuân em đã hẹn hò, như ươm tình trong cánh hoa mơ, khơi hương theo làn gió. Em bảo rằng em viết thành thơ, đón xuân này tôi nhớ xuân xưa, hẹn gặp nhau khi pháo giao thừa. Em đứng chờ tôi dưới sông thưa, tôi đi qua đầu ngõ, hỏi nhau thầm xuân đã về chưa. Xuân đến xuân đi, xuân về gieo thương nhớ, xuân qua để tôi chờ. Xuân đến xuân đi, xuân về mơn lá hoa, xuân qua rung đường tơ. Bước sông hồ như đắm như mơ, trở về đây khi gió sang mùa. Mong ước tìm cô gái xuân xưa, cho vơi bao niềm nhớ. Có đâu ngờ xuân vắng người thơ. Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa. Một con người mà sống hiện tại không quên quá khứ, và cũng không có cùn đến mức độ mà không có gì để mơ ước tương lai, mong ước tìm cô gái xuân xưa cho vơi bao niềm nhớ. Có đâu ngờ xuân vắng người thơ. Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa, hẹn gặp nhau khi pháo giao thừa. Tôi đứng chờ em dưới sông thưa, tôi đi qua đầu ngõ, hỏi nhau thầm xuân đã về chưa. Hỏi nhau rằng xuân đã về chưa. Làm sao biết xuân đã về hay chưa? Xuân là gì? Xuân đem niềm vui, xuân đem bình an, xuân đem hạnh phúc. Ở đâu, nơi nào con người mà đang sống hoặc đang loan báo, đang trao ban, đang chia sẻ niềm vui, bình an và hạnh phúc thì xuân đang về. Xuân đã về, xuân đã về, xuân vẫn mơ màng trong tiếng cười ta ra ra tan tan. Xuân đó, thưa anh chị em, nếu mà có bình an, có niềm vui, có hạnh phúc thì xuân đang về. Mà làm sao có bình an, có niềm vui, hạnh phúc thì chúng ta đã chia sẻ với nhau trong suốt những ngày vừa qua. Hôm nay mời anh chị em cùng dừng lại ít phút để chia sẻ cái cảm nghĩ cuối năm, cảm nghĩ khi xuân sắp về. 29 Tết rồi, còn có 48 tiếng đồng hồ nữa thôi là chúng ta thêm một tuổi mới, một mùa xuân mới. Vì bầu khí của những ngày đầu năm hoặc là bầu khí của những ngày cuối năm rất đặc biệt, khiến lòng mình nao nao và gợi lên trong mình những cái cảm nghĩ. Mời các bạn nâng chén trà, nhấp chén trà xuân. Và ta thấy rằng cái cảm nghĩ đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ với anh chị em và các bạn, cảm nghĩ đó là thấy lòng mình nao nao vì cảnh kẻ đến người đi. Cõi đời này giống như một sân khấu, và người đời giống như những diễn viên. Mỗi diễn viên được đạo diễn dành cho một khoảng thời gian diễn xuất trên sân khấu cuộc đời. Diễn xong thì rút lui, nhường chỗ cho diễn viên khác bước lên. Chứ nhẽ diễn xong cứ đứng hoài, chào rồi thôi vỗ tay tôi đi xuống, chào nữa, vỗ tay nữa, chào nữa, vỗ tay nữa. Người ta vỗ tay để mình rút lui, cứ tưởng người ta vỗ tay vì người ta hoan nghênh mình, lại quay lại chào lại. Người ta vỗ tay là để thôi đi xuống, đủ rồi.
cứ tưởng người ta vỗ tay là người ta bỏ mình ở lại, đừng cứ lại chào nữa. Tôi mới được quen anh đạo diễn hôm cuối năm. Anh đến trung tâm mục vụ. Anh là người không công giáo, nhưng anh đang làm phim công giáo. Đang là một phim công giáo. Nếu mà hy vọng năm tới chúng ta có thể được coi một bộ phim công giáo mới do một đạo diễn là không công giáo làm. Tôi mới nói với anh, anh hỏi cha làm cái gì. Và tôi cũng đang là dự định là một bộ phim 30 phút mang tựa đề là Tiếng Gọi Lòng Thương Xót. Anh nói Tiếng Gọi Lòng Thương Xót là sao? Tôi đưa cho anh coi tất cả những tài liệu về ca, vũ, nhạc, rồi chứng nhân bài giảng Lòng Chúa Thương Xót suốt hơn 3 năm ở giáo điểm Tin Mừng. Trong đó có trường ca Lòng Chúa Thương Xót. Chắc anh chị em biết, hoặc ai chưa biết thì mở trường ca Lòng Chúa Thương Xót, đánh trên YouTube sẽ thấy. Trong trường ca Lòng Thương Xót Chúa, chúng tôi làm dân ca ba miền Bắc, Trung, Nam. Một người đi từ Bắc qua Trung và Nam đến giáo điểm Tin Mừng hành hương Lòng Chúa Thương Xót. Những bài hát, bài ca anh em tự biên tự diễn rất là hay, dễ thương và ý nghĩa. Diễn hai lần. Bây giờ một năm vừa rồi chúng tôi nghỉ ngơi và loan truyền Lòng Chúa Thương Xót bằng cách mới, thì chúng tôi đã lấy những bài thơ về Lòng Chúa Thương Xót của Đồng Sanh Thơ và nhờ nhạc sĩ Vũ Đình Ân phổ thành nhạc rồi. Tựa đề là Tiếng Gọi Lòng Chúa Thương Xót. Đó là một nhân vật chưa biết đến Lòng Chúa Thương Xót, một người chưa hề nghe nói, bây giờ nghe được Tiếng Gọi Lòng Chúa Thương Xót. Anh ta có thể là một doanh nhân, có thể là một bác sĩ, một kỹ sư, một nông dân vân vân, nhưng mà chưa biết về đến Lòng Chúa Thương Xót. Anh được Tiếng Gọi Lòng Chúa Thương Xót từ những chứng nhân Lòng Chúa Thương Xót. Rồi người đó giới thiệu cho anh về Lòng Chúa Thương Xót như thế nào, chuỗi kinh, tấm hình, là rồi đọc kinh, rồi cầu nguyện vân vân. Anh bảo nội dung hay đấy cha. Rồi cuối cùng khi người ta nhận ra anh ấy được cải hóa, được tứ gọi Lòng Thương Xót, anh đến với Lòng Chúa Thương Xót, thì họp nhau lại mà cùng ngợi ca Lòng Thương Xót. Sĩ nông công thương đủ hết. Tôi nói anh giúp cho tôi làm bộ phim 30 phút, một thứ phim ca nhạc, ca nhạc kịch. Anh nói được, để Tết này con dành thời giờ con đi các nhà thờ có Lòng Chúa Thương Xót, con tham quan rồi con suy nghĩ rồi con cầu nguyện, rồi Chúa soi sáng cho con, người không công giáo, Chúa soi sáng cho con, Chúa sẽ hướng dẫn con để con làm. Con gửi cha và cha góp ý 30 phút. Tôi nói anh cố gắng làm để kịp đại lễ Lòng Thương Xót Chúa sắp tới, hình như là ngày 11 tháng 4 năm 2021 chúng tôi ra mắt bộ phim đó. Anh nói được, con sẽ cố gắng. Anh chị em cầu nguyện để bộ phim đó được ra mắt Tiếng Gọi Lòng Chúa Thương Xót. Thế thì thưa anh chị em, mỗi diễn viên được đạo diễn dành cho một khoảng thời gian. Anh bảo đạo diễn, con làm đạo diễn rồi sao, thì anh cho diễn viên nào xuất hiện thì tùy đó nội dung ý tôi như vậy, rồi anh viết ra vậy. Rồi khi nào xuất hiện xuất hiện. Nhưng mà diễn viên cuối cùng phải là diễn viên chính. Và diễn viên chính là ai? Bảo còn ai trồng khoai đất này? Là Chúa Giêsu đấng nhiều lòng thương xót, là diễn viên chính để mọi người quy tụ về Tiếng Gọi Lòng Thương Xót từ khởi đầu và kết thúc là một sợi chỉ đỏ xuyên suốt diễn viên đó, diễn viên chính. Thì mỗi diễn viên được xuất hiện trên sân khấu, nhưng có điều hoàn toàn không giống sân khấu, đó là cuộc đời chúng ta là thật chứ không phải là đóng kịch, không phải là đóng phim. Bởi vậy điều quan trọng không phải là mình đóng vai chính hay là vai phụ, không quan trọng. Và không không quan trọng là đóng vai dài, thời gian dài hay là ngắn. Nhưng mà điều quan trọng là mình có đóng tròn cái vai trò của mình đúng theo ý của đạo diễn hay không. Cho nên người đạo diễn khó tính, có khi
anh nói có khi bộ phim của con 30 phút nhưng mà con quay hết cả 3 tháng trời. Tại vì để được 5 phút thì con phải quay mất 50 phút 10 lần cắt sửa. Có khi bảo hai đứa nó hôn nhau mà hôn cho nhìn tự nó hôn tưởng để mê đắm vậy chứ. Nó hôn nó chán chê. Hôn chỉ có 30 giây thôi nhưng mà con bắt nó tập là tới 30 phút. Sao mà cho lúc mà lên phim nó thật là đắm đuối, mà hai đứa nó ghét nhau như chó, chó với mèo cãi nhau suốt mà đóng phim là hai đứa phải yêu nhau, mình cứ phải hôn chút. Mà thực sự nó lòng nó đang sôi sùng sục lên và nó vừa hôn nó vừa chửi thề á cha, mà vẫn cứ phải đóng như vậy. Thế thì chúng ta không phải là người đóng kịch trên sân khấu cuộc đời, mà mỗi người phải diễn tròn vai của mình. Người đạo diễn ấy là ai? Là chính Thiên Chúa. Thiên Chúa trao cho mỗi người một vai diễn cuộc đời này, trao chúng mỗi người một sứ mạng mà mình hoàn thành trong khoảng thời gian mà Chúa cho mình sống trên cõi đời này. Vai trò của người linh mục, vai trò của người tu sĩ, vai trò người giáo dân, trách nhiệm loan truyền lòng thương xót Chúa, trách nhiệm làm chứng. Anh là người quay phim, anh là người dựng phim, anh là người đi làm radio lòng Chúa thương xót. Mỗi người có một vai, mỗi người có một nhiệm vụ ở một khúc thời gian nào. Lúc này thì Chúa bảo làm cái này, lúc khác đạo diễn bảo ngừng, lúc khác đạo diễn bảo diễn, lúc khác đạo diễn bảo đóng cái vai này, đấm, đá, lúc khác thì bảo bị thương. Cho nên thưa anh chị em, điều quan trọng là mình thực hiện cái vai trò mà Chúa trao cho mình lúc này như thế nào. Mình tĩnh tâm để mình coi lại coi Chúa trao cho tôi cái vai gì, diễn vai đó, đừng có lấn sân. Có những người thì việc mình không lo cứ lo chuyện người khác, vai mình không lo diễn cứ lo nhắc tuồng, vai mắt nhắc tuồng đâu mà cứ đi nhắc tuồng. Vai mình là vai đầy tớ mà lại cứ thích đóng vai ông chủ là sao? Con thằng nó nói thưa cha con mới được đóng phim, mình giỏi vậy học bao giờ, không cần học trời, cứ đi theo đội diễn là nó chỉ cho đóng à. Mày đóng phim gì? Bảo đóng phim Xác Chết Trên Cao Nguyên. Mà về đóng vai gì? Thì cứ đóng vai xác chết. Vì làm gì thì thì nó thả con xuống sông, nó bắt con nhắm chặt mắt lại, nó không cho con nói tiếng nào. Thì con bảo nó phải cho tôi nói một tiếng chứ. Thì nó bảo thì mày nói được đúng một tiếng thôi. Tiếng gì? Lúc mà đạn nó bắn á, mày á một tiếng xong mày lăn xong mày chết luôn cho tao, không được dãy vô gì cả. Cũng tròn vai. Vì tôi hỏi anh chị em, nếu mà xác chết mà nó trợn mắt ra nó cười thì sao? Thấy không? Dù là xác chết nhưng mà cũng phải đóng cho nó tròn vai chứ, phải nằm im nhắm mắt lại chứ. Còn có những đứa mà đóng sắc chết mắt mà cứ mở mở có đạo diễn nó có nói gì không, đạo diễn nó bảo nằm im chết rồi nhắm mắt lại. Cho lúc Chúa yêu cầu mình nằm im nhắm mắt lại đó, trong cuộc đời mình cũng lúc cần phải nằm im nhắm mắt lại đóng vai sắc chết. Hơn năm nay tôi đóng vai sắc chết trên trong lòng thương xót. Chứ bảo đóng vai sắc chết lòng thương xót thì đóng vai sắc chết chứ có sao đâu, đúng không? Lúc khác là Chúa bảo đóng vai ô tô bay, bay vèo 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 vèo. Lúc lên trên đỉnh, đừng tưởng lên đỉnh là ngon, lên đỉnh nó coi chừng chết sớm, nằm mà xác chết trong lòng thương xót mà an toàn. Mà sao an toàn? Chết thì còn ai nói gì nữa đâu mà lo, có ai ganh với xác chết không hả? Có ai nói xấu xác chết không? Mày cái xác chết này như vậy mà nó thối lắm đó mày, mày xác chết không thối thì nó là xác gì? Trên lúc người ta nói xấu mình, ủa thì tôi là xác chết thì nó phải xấu chứ phải thối chứ còn gì đâu, phải buồn phải giận cái gì? Đúng quá, nó mà nói rằng xác chết này thơm là coi chừng đó, đúng không? Không bình thường. Xác chết mà thơm là không bình thường, coi chừng là xác chết hay là xác chết ướp Ai Cập. Thưa anh chị em, đó, trong cuộc đời của mình nhiều khi Chúa bảo mình là xác chết thì đã đóng vai xác chết. Có khi mình đóng vai là quân xanh phải không? Để cho người ta đánh đúng không?
Con đổ đỏ cái con xanh là con để tập mà. Cho nên phải chấp nhận là con xanh thôi, để cho nó tập. Đạo diễn muốn vậy, ông gì đó, ông huấn luyện viên ông muốn như vậy thì phải chịu thôi. Muốn thắng nhưng mà không được thắng, vì kịch bản là phải thua. Vậy thôi à. Con xanh là phải thua để cho thắng, để thắng đỏ nó thắng. Tôi xin lỗi, đưa ra chưa biết ai hơn ai, nhưng mà đạo diễn bảo như thế. Và chúng ta sống trên cuộc đời này là làm theo ý đạo diễn, tức là theo ý Chúa. Đấy, theo ý Chúa. Và đạo diễn họ sẽ tuyển những thằng nào mà diễn đúng thì họ cho, còn không loại này nó đẹp trai lắm nhưng mà nó hay cãi, loại. Con nhỏ này nó hát hay lắm nhưng mà nó chảnh, loại. Ai làm theo ý đạo diễn thì tiếp tục, còn không loại. Có đúng không? Không cần biết đẹp hay không, giỏi hay không, miễn là thực hiện được đúng ý của đạo diễn, để cái kịch bản nó hoàn thành từ đầu đến cuối. Chúa là người đạo diễn, người chỉ huy dàn nhạc. Có những dàn nhạc, tôi nó bảo thưa cha, con mới đi vô thổi kèn, tôi nói tao lạy mày, một nút nhạc mày không biết mà mày vô hội kèn. Hội kèn nào? Cái hội kèn của giáo phận nó, thưa cha, cả 300 người đó đi diễn mấy nơi rồi đó. Mọi diễn là sao? Có tiền không? Có chứ. Mày không biết nhạc mà mày đi diễn, mày có tiền làm sao? Thưa cha, người ta cần bao nhiêu? Thí dụ như là cái đám này nó cần hoành tráng 500 là có 500, bảo lâu rồi dữ vậy. Chẳng muốn 1000 tụi con cũng có, đồng phục có sẵn, kèn có sẵn. Chỉ việc tới giờ là gọi cái là cầm kèn đi, xong rồi là cầm tiền về. Bọn mày có thổi không? Có chứ. Mà có kêu không? Không. Sao vậy? Thì quan trọng là ông nhạc trưởng ông có cầm phất tay lên là cầm lên miệng. Còn thằng nào nó biết thổi thì nó thổi, còn mình cứ phồng mang trộn má lên, đừng cho nó kêu là được rồi. Kêu là phạt đấy. Thổi kèn. Thổi kèn mà kêu là phạt, là không được lương, không được tiền. Cứ phồng mang trộn má lên, cứ trộn mang trộn má lên. Dưới ta nhìn cho hứa đoàn, còn nhạc đoàn 500 người rất nhịp, phất lên phất xuống, há miệng rồi lấy hơi đúng luôn. Chỉ cần vậy thôi, mỗi lần đi cả triệu ấy chả phải ít đâu. Đấy, thì thưa anh chị em, có những khi đạo diễn bảo là cứ phồng mang chuyện má mà không được kêu. Có những bài giảng mà chỉ bài giảng bằng việc làm mà không được lên tiếng, đúng lúc phải im. Nó chỉ có phòng mang chuyện má lên thôi mà kêu là phạt. Thưa anh chị em, Chúa của chúng ta cũng vậy, là người đạo diễn khó tính mà mình không hiểu được. Không hiểu được kịch bản ông ấy viết, mình chỉ là người đóng vai trong một khúc nào đó thôi, còn đoạn kết như thế nào thì chúng ta không biết. Hỏi là cái gì? Diễn viên chỉ biết làm theo ý đạo diễn thôi. Mày là đạo diễn thì mày lên mày làm đi. Chúa nói với chúng ta, con cứ làm theo ý của ta. Chúa Giêsu cũng vậy, của ăn của ta là làm theo ý của cha đấng đã sai ta. Thế thôi. Vậy là bình an. Cho nên tôi không biết được là vị đạo diễn đời tôi là Thiên Chúa sẽ dành cho tôi bao nhiêu thời gian. Có người sáng ngày có hai anh lên chúc cha 65 rồi đấy nhà cha. Nói thì 65 thì 65 chứ sao. Rồi giấc mơ của cha như thế nào? Chứ nói 65 rồi bao giờ? Sao tôi biết được? Hỏi đạo diễn chứ, tôi là diễn viên thôi mà. Tôi đang mơ mà. Bây giờ ông bảo tôi mơ thì tôi mơ, bây giờ ông bảo tôi làm thì tôi làm. Chúa, mình không biết là Thiên Chúa dành cho mình bao nhiêu thời gian, nhưng tôi biết chắc rằng Chúa cho tôi thời gian sống không phải chỉ để ăn, để ngủ, để vui chơi, để hưởng thụ. Không phải, nhưng mà để đóng trọn vai tuồng của mình, để hoàn thành nhiệm vụ mà Ngài giao phó. Sự có mặt của tôi trên sân khấu đời này không phải chỉ làm cho cuộc đời này tốn thêm phần cơm áo, thêm chật đất, không phải để bắt một số người phải cực nhọc phục vụ tôi, phải khổ sở vì tính tình ích kỷ, khó chịu, khó tính, khó nết của tôi. Chứ không muốn tôi làm cái việc đó. Đạo diễn không bảo tôi làm chuyện đó. Trái lại, Chúa muốn sự có mặt của tôi trên cõi đời này sẽ làm cho cuộc đời được tốt đẹp hơn,
làm cho những người sống chung quanh tôi được hạnh phúc hơn. Và Chúa muốn tôi sống trên đời này là để tôi làm đúng theo ý Chúa. Và sứ mạng của tôi là góp phần làm cho nước Chúa trị đến. Khi nào màn kịch của đời tôi chấm dứt, vị đạo diễn Thiên Chúa sẽ đánh giá đời tôi. Ngài không đánh giá xem tôi sống ở đời này dài hay ngắn, tôi làm ăn có khá không, nhưng chỉ đánh giá xem tôi có dùng thời gian Ngài ban để làm đúng ý của Chúa, để góp phần xây dựng nước Chúa hay không. Rồi Ngài sẽ thưởng phạt cho tôi đứng bên phải hay bên hữu, vào bên trên hay bên dưới. Một khoảng thời gian ngắn ngủi trên cõi đời này sẽ là thước đo định đoạt số phận của tôi muôn đời. Một khoảng thời gian ngắn ngủi trên đời này sẽ là thước đo định đoạt số phận của tôi muôn đời. Cho nên từng ngày sống của tôi là từng ngày tôi bước vào cõi đời đời, hay từng ngày sống của tôi là từng ngày tôi đang rớt vào lửa đời đời, tùy theo lựa chọn của tôi là làm theo ý của đạo diễn hay làm theo ý của tôi. Làm theo ý của đạo diễn là thực hiện tròn vai mà đạo diễn muốn. Có những lúc nó không hợp ý tôi, có lúc không đúng ý tôi, có lúc như không tôi, không như tôi mong muốn. Nhưng đó là ý của đạo diễn. Mà cuối cùng người ta vỗ tay là hoan hô đạo diễn, hoan hô tuồng hay, hoan hô tất cả mọi người cùng diễn. Có khi một con sâu làm rầu nồi canh, một vai diễn dở làm hư cả cái vở tuồng. Không phải là tôi chịu trách nhiệm về cái việc đó của riêng tôi, nhưng mà tôi còn chịu trách nhiệm về cả cái tuồng diễn nữa. Người ta sẽ chê cái tuồng diễn vì một vai diễn dở. Chết. Cho nên từng suy nghĩ, từng lời nói, từng hành động của tôi sẽ ảnh hưởng trên cả cái tuồng, cả cái kịch bản. Và có khi phá hỏng nguyên một cái công trình của đạo diễn đã chăm chút. Một người ngang ngạnh làm cả cộng đoàn đau khổ, đúng không? Một thành viên mà trái tính trở nết sẽ làm cho cả nhóm đó khổ sở. Một người con trong gia đình mà ngỗ nghịch thì làm cho cha mẹ anh chị em khóc. Một thành viên trong cộng đồng mà không đi đúng ý thì làm cho cả cộng đồng đó bị xáo trộn. Cho nên mỗi suy nghĩ của tôi, mỗi lời ăn tiếng nói của tôi, mỗi cách hành xử của tôi không phải là chỉ cho riêng tôi, mà hãy nhớ rằng nó sẽ ảnh hưởng đến cả cái công trình của Thiên Chúa, công trình tốt đẹp của Thiên Chúa. Chúng muốn mình tô điểm cho những nét đẹp, chứ không muốn mình bôi bẩn vào bức tranh. Chúng muốn mình làm cho dàn nhạc giao hưởng đó càng ngày càng du dương mê đắm lòng người, chứ không phải thổi ngang. Không thổi là hay, chứ vậy cứ thổi mới là hay. Đóng vai xác chết mới là đúng, chứ phải cứ đóng vai anh hùng mới là hay. Đúng lúc, đúng chỗ, đúng thời, đúng buổi, Chúa nói tốt đấy con, đây hãy vào hưởng hạnh phúc với ta. Mùa xuân vĩnh cửu, hạnh phúc đời đời, vì cả đời con đã làm theo đúng ý của ta. Amen.